Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo thành lập 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bao gồm: chốt cầu Tân Hương, trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đường tỉnh 879C và cầu Mỹ Lợi để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đã lập 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, bao gồm: chốt cầu Thanh Mỹ, xã Mỹ Lợi B, chốt cầu Nguyễn Văn Tiếp, xã Mỹ Trung, chốt cầu Thiên Hộ 2, xã Hậu Mỹ B, nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chốt cầu Thiên Hộ 2, xã Mỹ Bắc B, đây là một trong những tuyến đường chính từ Đồng Tháp về Tiền Giang. Thường trực tại chốt gồm 12 người, trong đó có công an huyện, quân sự huyện, y tế, công an xã, quân sự xã, ban ngành xã. Các lực lượng tham gia trực tại chốt có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho người dân dừng lại chốt kiểm soát, khai báo y tế với người dân từ các tỉnh khác đi qua địa bàn, nhắc nhở người dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, v.v. Việc thành lập các chốt kiểm soát dịch không những ngăn chặn mà còn kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, việc chấp hành khi đi qua chốt kiểm soát dịch đều được người dân ủng hộ và thực hiện tốt. Người dân mình phải chấp hành tốt, để mà ví dụ như dịch bệnh nó không có lây lan nữa, xã hội và cộng đồng nó rất là khó khăn. Thì bây giờ lúc thì làm cái này thì rất là ok. Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Ngày 12 tháng 6, Tiền Giang đã ghi nhận 25 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp là người nhập cảnh từ nước ngoài được cách ly ngay, 1 trường hợp từ vùng dịch về sau khi hoàn thành cách ly tập trung và 13 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. Với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng, các thành viên trong chốt kiểm soát dịch bệnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn, đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.